Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá mặt hàng xăng đồng loạt giảm. Cụ thể, mỗi lít xăng RON 95 giảm 399 đồng xuống mức 23.530 đồng. Xăng E5 RON 92 giảm 340 đồng xuống 22.274 đồng. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel có giá 20.888 đồng một lít, giảm 1.052 đồng. Dầu hỏa còn 21.512 đồng một lít, giảm 793 đồng.